Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Nguyễn Hảo Chu đang review một quán cà phê mới khai trương nha. Đẹp tuyệt vời luôn. Phong cảnh rất là lãng mạn, rất là yên ắng, rất là mát mẻ, trữ tình. Đó, có phun sương, phun khói luôn nha. Rất là đẹp luôn. Bạn nào thấy thích thì vào xem kênh video YouTube của mình, là cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Đây là một cái gì đây? Trong này là cái gì đây? Một hồ cá. Thấy chưa? Ôi đẹp chưa? Giống như ở trên trời. Quá đã. Đẹp quá, đẹp rồi đó. Chà chà. Cái quán này đang nằm ở Châu Thành, Tây Ninh nha các bạn ơi. Ngay trung tâm cổng chào Tam Hạp, thị trấn Châu Thành. Quẹo vô một chút xíu là tới. Mới tinh, mới tanh luôn nha. Bên này là một cái vườn cây này, buổi tối nó mới đẹp nha các bạn. Buổi tối nó mới đẹp. Buổi tối là đẹp khỏi chê luôn nha. Chút nữa mình sẽ chờ cho trời tối, mình sẽ review cho các bạn. Mình cũng chưa có thưởng thức vị cà phê ở đây, cho nên là bữa nay mới khai trương ngày đầu tiên. Sáng nay, bây giờ đang là buổi chiều. Chút nữa mình sẽ thưởng thức xem là các cái món nước uống ở đây nó có ngon không nha các bạn. Bàn ghế tất cả đều bằng gỗ nha. Đó, rợp trời, đèn rợp trời luôn nha. Đã chưa? Không chê rồi. Là vườn lan nha các bạn. Kim ơi, Kim. Quay nha. Rồi đưa. Hai ba đưa.
cái quán cà phê này trước. Đây là một cái vườn lan nha các bạn. Đó là một cái vườn lan. Nhưng mà đây người ta dẹp lan ra một bên rồi người ta mở quán cà phê. Cho nên là ở trong này nó có rất là nhiều lan. Còn cái lan gì thì mình cũng không biết luôn nha các bạn. Lan này lan gì không biết tên. Tại vì mình không có thích, không có trồng lan. À nó có cái gì tên gì mình Minh Đạt 555. Không hiểu. Đó, tất cả được ở trong cái nhà kiếm hết nè. Ôi đằng kia nó đẹp trang hoàng lộng lẫy chưa. Buổi đêm thật là tuyệt vời. Thank you.